lính trung đoàn tiến quân giải phóng Sài Gòn, tác giả Tường Long, giọng đọc Hải Yến, số 24. Hướng cao điểm 112 là quả đồi có độ dốc lớn, vẹt gót bám sát mặt lộ 20, thuận cho lập đài quan sát nhưng bất lợi trong phòng thủ, bởi hầm hố công sự lộ diện hoàn toàn trước các loạt đạn pháo của bên tấn công. Cao điểm nằm phía nam chi khu, cách chừng ngàn thước, vốn là trận địa dã ngoại, có sẵn công sự và rào thép gai, là vị trí đứng chân của các đơn vị sư 18 khi có báo động chiến đấu và hành quân càn quét. Trong lúc đơn vị của ta bước vào chuẩn bị chiến dịch, địch đưa ngay một đại đội của tiểu đoàn 2/43 sư 18 cùng hai pháo đội giữ trước nhằm tạo thế đánh vu hồi bảo vệ chi khu. Sáng 18 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 165 đơn vị cơ động chiến dịch lệnh tiểu đoàn 4 đại đội 1 và 2 cùng 4 xe tăng tấn công địch ở 112. Khai cuộc, đạn cối 120 ly, pháo 105, DK-75 mãnh liệt đánh phá hoại công sự và hào chiến đấu của địch. Đội hình tăng của trung đoàn băng dọc lộ 20, gầm thét bánh xích, thả đạn khói mù che mắt địch, nện đạn pháo 100 ly, đạn súng máy hạng nặng 12 ly 7. Bộ đội vận động theo xe tăng đánh thốc lên cao điểm. AK đánh loạt, B-40, B-41 liên tiếp nháng lửa, đánh tan các ổ hỏa lực và cụm quân của địch. Trận đánh kết thúc sau 1 giờ chiến đấu, diệt gọn đại đội của tiểu đoàn 2/43, thu 2 pháo 105. Cũng lúc này, đại đội 3 của tiểu đoàn 4 cùng 3 xe tăng công kích điểm cao 258 dốc đứng phía tây chi khu. Xe tăng và pháo 85 ly nòng dài đánh diệt các hỏa điểm, buộc địch dồn mọi chống đỡ hướng chính diện. Lúc này, Thấu, đại đội trưởng quê Gia Lâm, Hà Nội, nhập ngũ vào chiến trường rồi về tiểu đoàn 4 với nó cùng một ngày, dẫn một tổ 6 chiến sĩ vòng phía sau, chồng người leo lên điểm cao, đánh gần bằng thủ pháo, lựu đạn, diệt ngay ổ hỏa lực 12 ly 8, hất bọn lính xuống sườn đồi. Một quả đạn cối nổ gần, mảnh chém gãy lìa cánh tay trái của đại đội trưởng vào lúc trận đánh gần tàn. Địch bị đánh mạnh từ hai hướng, tháo chạy vào rừng, đứa chậm chân bị bắt tại trận. Ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Tiểu đoàn 6 tấn công diệt gọn đại đội tiểu đoàn bảo an 367, thu 2 pháo 105, làm chủ yếu khu Phương Lâm. Trong buổi sáng ngày 18 tháng 3, trung đoàn 165 diệt gọn các vị trí phòng thủ ở hướng Bắc, Nam và Tây chi khu, phá vỡ thế trận vu hồi vòng ngoài của địch trên toàn tuyến, đẩy địch trong chi khu vào thế đơn độc tuyệt vọng hoàn toàn, tạo thế trận để trung đoàn 141 dứt điểm chi khu Định Quán. Sư đoàn 7 ngày 18 tháng 3 năm 1975 diệt gọn chi khu Định Quán, căn cứ hung hiểm mạnh nhất của quân đoàn 3 Sài Gòn trên đường 20. Trận đánh mở màn chiến dịch đường 20, đánh lớn thắng lớn. Lúc này trên tuyến đường 20, địch co lại giữ nhà. Chúng mày không lên thì chúng ông đánh tới tận nhà. Ta quyết đánh yếu khu La Ngà, nhổ chốt đứng chân của địch, hòng phản kích chiếm lại Định Quán. Ngày 20 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 5 trung đoàn 165 cùng tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 tấn công yếu khu La Ngà. Khai cuộc trận đánh vào lúc tàn ngày cũng là cách dụng binh của người cầm quân có được từ máu lửa chiến trường. Thời khắc này, mù sương đã bảng lảng đất trời, các trận địa pháo của ta vẫn quan sát rõ mục tiêu. Thiết kế xong phần tử bắn, địch lúc này không dễ đổ quân đường không, máy bay ném bom không nhận diện được mục tiêu yểm trợ lính mặt đất. Lính giữ trại trong những ngày này gồng mình căng thẳng, giờ này nhãn ra với nhau ăn ăn uống uống. Thế mới hay, người cầm quân giỏi không chỉ có cái dũng gan to mật lớn hơn người mà cần cả cái trí. Dụng được cái bàn xoay của thiên thời địa lợi nhân hòa, biết địch biết ta,
thì trăm trận không nguy. Trận tấn công mở đầu bằng pháo chiến dịch đánh dồn dập quyết liệt, đánh bung thép gai hàng rào, kích nổ mìn gài, phá nhà lính. Pháo bắn thẳng, đánh tan lô cốt, tường bao ngay từ loạt đạn đầu. Bộ đội từ hai hướng có xe tăng đột kích mạnh, đánh giữ. Bọn tiểu khu xin cứu viện. Thế là chết cha chúng mày rồi, xa vào thế trận của chúng ông rồi. Đánh yếu khu La Ngà chỉ là cái cớ để lôi viện binh địch ra ngoài công sự. Đây là chiêu thức đánh điểm diệt viện, vốn là phép dùng binh kinh điển của ta có được từ thời đánh Pháp, đã phát triển thành nghệ thuật chiến thuật chiến đấu trong cuộc chiến tranh giải phóng. Địch tiểu đoàn 1/43 từ Túc Trưng lên, chập chờn lúc đi lúc dừng, bắn loạn vào hai bên đường. Khi còn cách chi khu chừng vài trăm thước, bọn này vòng rộng ra hai bên, tổ chức các ổ hỏa lực đánh hỗ trợ, rồi xe chở quân phóng bạt mạng trong vài phút là có thể vu hồi đánh vào sườn đội hình đối phương. Hành binh lối ấy là đánh cờ nước một, chỉ biết mình mà không biết người. Khi ta đánh vào chi khu, chỉ dùng một lực lượng vừa đủ mạnh để nhổ chốt, lực lượng chủ yếu phục kích vận động đánh vào đội hình cứu viện của địch. Đoàn xe địch lọt gọn vào trận địa, ngay lập tức bị pháo DK-75 và súng máy hạng nặng 12 ly 7 đánh chặn đầu khóa đuôi. Xe địch tốp đi đầu bị đánh cháy, đổ vật ngang đường chắn lối, đội hình vón lại bị đạn cối 82, cối 60 đánh bung đội hình. Bộ đội thoát ly công sự xông lên mặt đường, đạn nhọn bắn loạt, B-40, B-41 nháng lửa, thui cháy xe chở quân các loại. Địch vỡ trận tan hàng lần vào rừng, chạy ngược về Túc Trưng. Trận đánh kết thúc sớm vào lúc lên đèn. Ta làm chủ tiểu khu La Ngà, diệt gọn đại đội bảo an còn lại của tiểu đoàn 367, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1/43 cùng chi đội tăng thiết giáp của sư đoàn 18. Sư đoàn 7 chỉ trong 4 ngày đầu chiến dịch, từ 16 đến 20 tháng 3 năm 1975, đã làm chủ chi khu Định Quán, yếu khu Phương Lâm, yếu khu La Ngà, núi Tràn, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn bảo an 367, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của chiến đoàn 43 sư đoàn 18, làm chủ đường 20 từ Túc Trưng đến Phương Lâm, dài hơn 50 cây số, cả một không gian rộng lớn đủ chỗ đứng chân cho các binh đoàn lớn vào trận quyết chiến chiến lược. Giải phóng xong Định Quán, sư đoàn phát triển xuống hướng Nam Túc Trưng, đánh chiến đoàn 52 sư đoàn 18. Quân đi như vào hội, lầm đường cát bụi ngập chân giày, chân dép, xuôi ngược đan chen đội hình các đơn vị. Từ Bắc xuôi Nam, cứ dọc lộ 20 mà tiến, đội hình lúc tạt sang Tây lộ, vòng vèo đường đất, rồi băng lộ sang hướng Đông, gặp ngay đội hình trước đó xuôi cùng, nay đang hướng ngược lại. Vòng vèo suốt đêm, súng đạn lình kình, có lệnh dừng chân, lính mệt lử cỏ bợ, lăn ra đất mà thở. Cơ này những năm trước lính điên lên chửi tuốt, trời đất cũng mặc. Nhưng lần này thì khác, dừng chân là tán với nhau. Ôi trời, lại cái trò nghi binh của các bố nhà ta. Quân 4, quân 5, ra vẻ quân 9, quân 10, đánh Nam, ra vẻ đánh Đông, đánh Tây. Giải phóng Bảo Lộc, Di Linh, cao nguyên Lâm Đồng. Đang hành quân tiến xuống phía Nam thì có lệnh của Bộ Chỉ huy miền, sư đoàn 7 chuyển hướng chiến dịch, phát triển lên hướng Bắc, giải phóng thị xã Lâm Đồng, thị trấn Di Linh, thành phố Đà Lạt. Trung đoàn 165 có nhiệm vụ đánh mở đường. Tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 diệt chi khu Đắc Oai, diệt đồn bảo an, chiếm và giữ cầu Đa Gùi cho đội hình sư đoàn hành tiến. Chi khu quân sự Đắc Oai đóng trên quả đồi thấp đứng thành sát lộ 20 do đại đội bảo an chốt giữ. Chi khu kết cấu rào thép gai nhiều lớp, có tường đất bao dày, công sự kiên cố và trận địa pháo 2 khẩu 105 ly thoải về phía đông là những chàng cỏ tranh chạy sát tới chân rừng. Đêm 26 tháng 3, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 vào chiếm lĩnh trận địa cách chi khu chừng 200 thước. Tiết trời đã vào cuối mùa khô, đất đồi pha sỏi đá, quốc sẻng đào tóe lửa trẻ lưỡi. Bộ đội thay nhau đào suốt đêm tới sáng,
công sự chiến đấu cũng chỉ toen hoẻn không hơn cái thùng tắm, ngồi không lút đầu giữa bốn bề cỏ tranh khô cháy nắng. Địch cho máy bay ném bom cháy, đồng cỏ rừng rực chìm trong biển lửa. Thực tế chiến trường đã dạy người lính dùng lửa ngăn lửa bằng cách đốt ngay những đám lửa gần công sự, thuận chiều gió cho cháy lan ra ngoài để giữ khoảng an toàn, nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào. Một số công sự đã bén lửa cháy, liều phóng B-40, B-41 bộc phá phát nổ, bộ đội đã có thương vong. Trận đánh dự kiến vào lúc 16 giờ ngày 27 tháng 3, nhằm hạn chế khả năng địch dùng máy bay ném bom phá cầu Đa Gùi chặn đường tiến quân của ta. Nhưng tình thế lúc này không thể chờ đợi, các tiểu đoàn xin đánh ngay. Trung đoàn lệnh cho đánh. Đúng 14 giờ, pháo cối các loại đánh cấp tập vào chi khu. Bộ đội lao bộc phá đánh hàng rào thép gai, đột phá cửa mở. Hướng tiểu đoàn 6 đã đột được vào bên trong. Hướng tiểu đoàn 5, đại đội 8 bị địch đánh ngăn chặn quyết liệt. Một số cán bộ chiến sĩ hy sinh. Duy chính trị viên đại đội xông vào lao bộc phá, đánh tung ổ hỏa lực của địch, khai thông cửa mở, cũng là lúc anh trúng đạn hy sinh. Địch bị bộ đội đánh giữ, chạy loạn trong chi khu, lùi từ góc này sang góc khác chống đỡ, rồi phá rào, chạy như vịt bị lùa trên ruộng. Bộ đội lúc này không truy đánh, chừa cho họ nẻo sống, về với bố mẹ vợ con. Âu cũng là lẽ phải vào lúc này. Cũng lúc này, đại đội 11 tiểu đoàn 6 cùng 3 xe tăng diệt đồn bảo an, chiếm giữ cầu Đa Gùi, nam chi khu Đắc Oai, quét sạch các chốt dân vệ dọc đường, giữ lộ an toàn để các đơn vị hành tiến. Chiều 27 tháng 3 năm 1975, núi rừng đã lên sương. Bộ đội ngồi trên hàng trăm ô tô các loại, pha đèn loang loáng, súng chĩa thẳng phía trước, súng chĩa ngang hai bên, cùng xe tăng gầm thét, rầm rầm băng cầu Đa Gùi, vượt đèo Bảo Lộc, diệt địch ở miếu Ba Cô. Dọc đường hành tiến, máy bay C-47 vạch đạn lửa ồ ồ tràng dài như vòi xối, pháo địch bắn ngăn chặn, nổ xé tai, tóe lửa xanh lè mặt đường. Một đạn pháo địch rơi trúng xe đại đội 3, trung đoàn 165. Nhiều bộ đội bị thương vong, mất sức chiến đấu. Mặc cho đạn pháo, đạn máy bay, xe chở quân từng chiếc, cách nhau 50 thước, loang loáng đèn nối nhau lao nhanh tới thị xã Bảo Lộc. Trận tấn công giải phóng thị xã Bảo Lộc chia làm hai cánh. Trung đoàn 141 hành quân theo đường đất đỏ, vòng lên Vu Hồi tấn công thị xã từ hướng Bắc, hướng Nam. Theo đường 20 là các trung đoàn 165, trung đoàn 209, trung đoàn 210, pháo phòng không, xe tăng hành tiến đánh địch. Đêm cao nguyên mù sương, bộ đội và pháo đi cùng không quan sát được mục tiêu, xe tăng vọt lên dẫn đầu đội hình, dọi đèn pha, xả đạn pháo 100 ly và súng máy hạng nặng 12 ly 7 đánh đổ đạn, định hướng cho bộ đội tấn công. Bộ đội có xe tăng che chắn, cứ theo ánh đèn theo hướng đạn lửa vạch đường mà đánh, mà diệt các mục tiêu, vượt nhanh cầu Đại Nga, áp sát thị xã. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, trời vừa tan sương, các đồn binh của địch hiện rõ. Pháo ta đánh vào các đồn vòng ngoài thị xã, địch nổ lại vài phát đạn cối, lẹt đẹt vài loạt đạn nhọn, rồi kéo nhau chạy. Bộ đội tiến vào thị xã còn nguyên vẹn. Trung đoàn 165 dừng chân ngay ấp Hà Nội, toàn dân Bắc di cư, nhà cửa khang trang đóng kín. Nó xả hơi, dạo một vòng ngó quanh thị xã rất đẹp, với trường nông lâm súc, dợp hàng điệp xanh nở kín hoa vàng. Phía hồ Long Thủy, trên những sườn đồi uốn lượn là những trang trại với nhà nghỉ gỗ, mái dốc, cây cắt khúc để nguyên vỏ dựng vách. Cây ván gỗ xẻ thanh ghép trồng mí sơn trắng, nơi cổng vườn, hoa hồng dây, hoa ớt đỏ, leo mái buông chùm, hoa dã quỳ hoang dại, vàng lối chân đi. Thành phố cao nguyên, ngày ngày vốn bình lặng, nay phấp phỏng đợi chờ, bên này, bên kia. Cũng là lẽ thường tình, nơi chiến trận còn đang khét mùi khói lửa. Trung đoàn 165, hành quân cơ giới rời Bảo Lộc, tiến thẳng Di Linh. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, tấn công chi khu quân sự,
với sự tăng cường của hai pháo 105 ly, pháo bắn thẳng 85 ly nòng dài và 4 xe tăng. Địch thông thạo địa hình, đóng giữ các cao điểm, nhà tầng và các góc phố có xạ trường tốt, chống trả quyết liệt, ngăn chặn bộ đội nơi cửa ngõ thị trấn. Trung đoàn trưởng lệnh đưa pháo 85 và DK-75 vào cửa mở. Xe tăng đột kích mạnh theo trục đường 20, đánh diệt từng ổ hỏa lực, không cho địch phản kích bịt cửa mở. Bộ đội liên tục từ nhiều hướng đánh quyết liệt, chiếm giữ từng bờ tường góc phố, từng thân cây, mô đất, tảng đá. Sau gần 2 giờ chiến đấu, địch chạy ngược về Đức Trọng, rồi bỏ Đức Trọng, chạy ngược Đà Lạt. Nó cùng đồng đội, theo hàng thông già dẫn lối, trên một sườn dốc thấp vào dinh tỉnh trưởng, xây kiểu Pháp, tường vàng, cửa gỗ sơn xanh, lỗ chỗ những vết đạn của trận đánh vừa tàn. Phòng làm việc của tỉnh trưởng không cầu kỳ xa hoa nhưng sang trọng, sàn lát gỗ, lò sưởi củi, bên trên đóng khung một tấm ảnh trắng đen khổ lớn, ống kính góc rộng, thu ngọn lang biang ẩn hiện trong mây, tiền sảnh sắc nét một cội thông cuồn cuộn nổi rễ gân guốc, rồi mờ nhòe vài con ngựa với người sắc tộc rong ruổi. Trên tường một gạc nai sừng tấm, dưới là bàn điện thoại, kề liền hệ thống bản đồ không ảnh, tỷ lệ lớn, dập nổi rõ như một sa bàn địa hình chiến thuật. Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, tình hình chiến trường toàn miền Nam phát triển nhảy vọt, binh đoàn Tây Nguyên đã làm chủ Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ. Quân đoàn 2 giải phóng Huế, Đà Nẵng, sư đoàn 7, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy miền, không phát triển tiếp lên Đà Lạt, chuyển hướng chiến dịch xuôi Nam, đánh bung tuyến phòng thủ Xuân Lộc, Đông Bắc Sài Gòn của địch. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.